nay mình kế hoạch là đi chừa bay đến Kiểu An ấy. Dạ vâng. Ủa mà con đi xe máy á? Vâng. Lấy vé xe đi đi, đường xa vậy đi xe máy có ổn không? Ôi già mẹ không phải lo, con có chiếc Yamaha Grande mới rồi. Mẹ hãy tin con sẽ đưa mẹ đi. Chiếc này thì vừa êm vừa tốt mà hả, chỉ cần một bình xăng là con có thể tháp cùng mẹ đi mà tháp thoải mái luôn. Với cả hôm nay trời đẹp như thế này mà không đi lượn lờ phố xá, gà phí lắm mẹ. Nếu mà tốt thế thì mình đi ăn rồi đi nhé. Bà, đi thôi mẹ ạ. Bánh đẹp mẹ nhỉ? Mẹ có mệt không ạ? Mẹ khỏe con ơi. Được con cho đi chơi bằng xe mới, yên rộng, êm. Đi xe nó có nhiều tính năng, mình lại đi không mất thời gian, không lạc đường. Con gái cho đi chơi, mẹ cũng nghĩ ra. Bảo tháp đúng là báu vật con nhỉ? Dạ vâng. Không tốn công mẹ con mình đi chơi xa như vậy nhỉ? Thế đó con nói báu vật của mẹ không mẹ? Ừ, đúng rồi. Mẹ xem này, mình đi hơn 100 km mà vẫn còn nửa bình xăng đấy mẹ ạ. Bây giờ đi từ đây về Hà Nội vẫn cứ gọi là chuẩn chỉnh luôn. Ừ, bây giờ mẹ mới tin Yamaha có dòng Grande tốt thế con nhỉ? Dạ vâng, thế bây giờ mẹ hết lo chưa? Mẹ hết lo rồi, bây giờ mẹ mới tin cái dòng xe tuyệt thật. Dạ. Dạ.